Thưa quý vị, gần một tháng nay, VTC14 đã tìm hiểu thực tế về tình trạng tàu chở cát trên các tuyến sông Hồng, sông Lô và sông Đà và luôn nhận được những câu trả lời của các chủ tàu. Đại loại như là không quá tải thì không ăn thua gì. Những chiếc tàu này theo điều tra thì lấy cát trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Vì sao những chiếc tàu quá tải lưu thông y ạch trên sông lại có thể ngang nhiên hoạt động hàng ngày mà gần như không bị xử lý? Phải chăng có lực lượng hậu thuẫn, bảo kê, che giấu những vi phạm? Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Tuyến sông Hồng qua địa phận huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Những chiếc tàu chở cát gần như ngập toàn bộ cả thân tàu nằm dưới mặt nước. Bằng mắt thường cũng dễ dàng phát hiện tàu chở quá tải vì vượt quá mức nước thân tàu theo đăng kiểm quy định. Khi bị cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra, chủ tàu cũng chẳng giấu giếm, không chở quá tải thì không ăn thua. Các bác biết đấy, thì tham thì nhiều khi chúng em phải chở cái vòng quá tải. Thì đôi khi thì bây giờ gặp các bác kiểm tra thì là em phải cũng phải chấp nhận hình phạt. Chứ còn nếu mà bảo giờ mà chúng em mà không chở quá tải hay đấy thì cũng không ăn thua gì. Vậy, những chiếc tàu này mua cát từ đâu? Nhiều chủ tàu thẳng thắn cho biết là từ tỉnh Phú Thọ. Cát này bọn em lấy trên Phú Thọ. Lấy ở trên em thực ra nói thật với anh là em cũng mới mua tàu nên là em cũng không hay để ý cái địa chỉ biết là lấy trên Phú Thọ thôi. Bởi vì sông mà hay là lấy dưới sông. Sông bên sông sông Đà. Từ thông tin chủ tàu, VTC14 ngược về Phú Thọ, khu vực cầu Văn Lang, sông Hồng, giáp thành phố Việt Trì. Thật ngạc nhiên, tàu chở cát lưu thông qua lại tấp nập và tất nhiên đều trong tình trạng quá tải vì thân tàu ngập gần như hoàn toàn dưới nước sâu. Không chỉ vài ba chiếc qua lại mà có hàng chục chiếc bám đuôi nhau rồng rắn. Tình trạng này diễn ra công khai. Và ngược về phía sông Đà, hướng qua địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, ngay khu vực cầu Trung Hà, giáp danh huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, không khó để phát hiện những chiếc tàu hút cát đang hoạt động giữa trưa nắng. Những chiếc tàu này hút bao nhiêu cát lên tàu thì gần như các địa phương không thể quản lý. Đó là theo như lời thừa nhận từ đại diện lãnh đạo xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Ra cái giám sát mở thì chúng tôi là vì nó ở ngoài sông, cho nên cái phương tiện mà để mà phục vụ cho công tác giám sát cộng đồng này thì không có phương tiện tàu thuyền đi ra đấy được. Nên chúng tôi chỉ giám sát mà để cái việc đó, chứ còn mà cụ thể chi tiết đến từng tàu thuyền trong một ngày đó thì thực ra là chúng tôi cũng không chưa thể giám sát hết được. Cấp phép cho mỏ khai thác nhưng lại không thể quản lý, giám sát. Và thế là vi phạm diễn ra ngày đêm, gây bức xúc cho người dân hai bên bờ. Thậm chí, người dân Hà Nội cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ chính hoạt động khai thác cát từ tỉnh Phú Thọ do các doanh nghiệp vi phạm về giờ khai thác. Thu nước ở đây thế nhưng mà người ta khai thác cả ngày cả đêm. Là đêm hôm nhiều khi là dân là mất ngủ. Vào khai thác thì chả biết là chính quyền làm nào nhưng mà chả thấy cơ quan để can thiệp cả. Nhiều lúc có độ 5-7 cái sát với nhau. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà những chiếc tàu này có thể chở quá tải trên sông qua Phú Thọ, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội. Khi mà lực lượng chức năng, mà ở đây là lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát ngày đêm trên tuyến sông này. Vâng thưa quý vị, những chiếc tàu quá tải đường sông ngang nhiên hoạt động mà không bị chấn chỉnh kiểm soát, hiện rõ đang là câu chuyện lạ về công tác quản lý, giám sát hoạt động khai thác cát trên địa bàn của tỉnh Phú Thọ. Và thực trạng này đang gây ra những hệ lụy như thế nào cho người dân và tài nguyên khoáng sản quốc gia? VTC14 chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về tình trạng này trong những bản tin tiếp theo.